Hôm nay ngày mùng 1, hôm nay đi ăn chay. Chồng đi ăn chay ở quán tàu Bồ Đề. Đây là quán chay. Chai giống như rượu mặn, có chả, có thịt. Chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Mình đang có mặt tại nơi bờ sông của Sài Gòn. Thì nơi này là tập trung thả cá phóng sanh. Hôm nay rất đông bà con về đây thả cá phóng sanh. Đây thì mình đi với vợ mình mua được một bịch cá này. Mua một bịch cá tươi. Tươi đây là 3 kg nha. 3 kg luôn nha cả nhà. Mình chuẩn bị vô đây cái này có cái miếu và mình dâng giá xong rồi mình thả những em cá này về dưới sông. Và với tự nhiên. Hôm nay mình đi với vợ. Vợ thì đang hấp nhang. Hôm nay có ngôi miếu.
mình trước khi hạ cá mình vô cúng xong rồi mình vái rồi mình mới đem rồi xong mình thả. Hôm nay nước nó dâng lên cao. Đây rất là nhiều cá nè. Hôm nay có nhiều người tới đốt hấp với tiền vàng bạc quần áo. Cầm nó dái. Đừng có lắc cái kim nha. Cá gầy con xanh thả về tự nhiên thế giới và một cái phù hộ cá gầy rất tự nhiên. Thank you.
cá rất bự. Ồ, cá bự nữa. Đây kìa. Nó lên ăn cá. Quá trời luôn kìa. Con nào con nấy 3-4 kg. Con này 3-4 kg. Quá chừng. Mà hả đây cũng được nè. Vợ mình mới vừa thả cá xong nha. Này cá rô quá trời, rất là nhiều luôn. Cá lóc nè. Này, chú cũng đang thả một bình cá luôn. Khu này không là rất là nhiều cá anh. Đây. Ừ. Ồ, đây là các bạn nhìn thấy cá rất là nhiều. Có cá này như cá ta. Cá ta con rất là bự, con 2-3 kg, 3-4 kg. Cá diêu hồng hả em? Cá diêu hồng xuống đây sợ nổi không ta? Kéo lên cho nổi. Kéo lên cho nổi. Con nãy giờ lớn lắm, con trùng trắng rồi. Mà mình cái giò xuống này con nuốt luôn. Gầm đồ chảy máu rồi. Nước lên đây luôn hả?
Nổi lên nè. Đi lên vậy mà lên tới bên kia luôn, cái này đỡ á. Nước rồi. Nước thẳng đèn lên tới bên đó luôn. Nước lên tới đâu cũng nổi tới đó. Cái này nó đâu có đi được vòng đây không. Vậy mà nó không đi. Bữa hôm nước đèn lên tới trên đường đó luôn á. Vậy chứ nước hạ cái chỗ mình đi á. Đây là nước lên tới trên đó luôn. Nó không đi đâu, nó ăn nó quen rồi. Nó quen rồi với lại nó cắm trà nó đâu cho lưới ra trộn vô. Vậy là cho nước nó lục bình nó đừng có vô nè. Còn mình lục bình để cho cá ra nó mát, nắng không đâu có nhiều dữ hả? Lục bình nó đẻ mà. Lục bình đâu có nhiều đâu. Hồi đó bắt đầu mình mới biết chỗ này là lục bình không có còn, không có cộng hết luôn. Giàu quá sao đó. Thôi là cái xe ta nhìn xuống nó xe tải luôn, xe ca luôn. Rồi ba nhái cua gì quá trời luôn. Cái cản mấy cái ống này là nó là cản lục bình lại nó không có. Bởi nó cản người ta làm cái lưới dưới tôi trời ơi. Đâu có lưới đâu, nhìn là thấy cái lưới đâu lưới. Thì lúc trước ở đâu mấy cản đây rồi chứ lúc trước ở đâu có cản. Hồi mình đi làm mình mới biết ở chỗ này là mình đi làm đi đây cũng lâu lắm mà mình mới đi làm đây không có lục bình luôn. Mà đâu đây ra giữ mỗi lần nó có nhiều đâu. Thì nó đẻ ra đó. Họ luôn hỏi mấy bữa mà mưa lớn là nước là tới trên đó luôn. Nắng này là ngập bấy hết luôn. Đi lụm chụm xuống luôn. Đây nước nó lên hoài mà. Ở đây bắt hết, chứ là ai giữa đây bắt bà. Sách là bỏng kia mà đổ lên. Cái này có con 4-5 kg là bình thường ha, bự. Thôi mình cho ăn cái trời nó lên con nào nó thì mơi luôn. Này kiểu ở dưới miền Tây có cái nhà kia nó cũng giống vậy nè. Nó đủ vậy luôn á. Đi mua 2 kg vậy là 18 mua 2 kg vậy. Đi phong sang cái chợ là bà 18 mua 2 kg. À cái con này bự kinh khủng luôn nè. Thấy không? Con đó còn 5-6 kg á. Con này nè. Ok. Mình đi làm mình xách 2 kg, mua 2 kg. Con nó bự kìa. Còn mấy bữa Tết thì lên cho ăn nó hơi nhiều quá, để nó từ từ cho ăn. Tại Tết là cho ăn nhiều, bình thường cho ăn ít. Ông để từ từ. Mấy cái trời nó ăn mạnh nó mau lớn kinh khủng luôn á. Luôn mình có mấy đợt mình đi lên đây là gặp ở trên lên xuống xe ca luôn. Rồi đợt từng tháng rồi thì trên chùa Hội An. Rồi đây ba nè, rồi cá nè, rồi cua nè, rồi nhái nè. Đây mùng 1 với lại rằm thả nhiều lắm. Từng rồi đó tháng rồi thì chùa Hội An xuống một xe. Thả khu vực bên kia có mấy người đi vớt hết nè. Trời ơi rớt đất đầy. Cái gì dài dài. Nó đi trên cái ghe. Dài dài vậy nè, bán găng đầy vậy nè. Một lần mình không biết mình cũng đi đó không? Cái sao này không biết, mình biết đây xuống đây không? Xuống đây này nằm mấy ngày nào, nằm mấy vậy? Không có đi trên đó nữa. Cái gắn mà cái lục bình cho mấy cá đựng ngợp á. Để vô cái kèn này nhóc. Chứ giờ không lục bình vô đây thì sao mà mình cho hả cá được? Ăn được, sao cho cá ăn được, rồi sao giờ cá thả cho cá được. Mà đứa mình đi lên không có cá, không có lục bình nhiều. Mày cái rô thấy cưng ghê không? Trên mình nó xuống là cá rô, 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 cá rô. Mấy con cá này nó chui vô sát trong bờ luôn. Bên đây đồ ăn cái. Nè, bên không thả nè, bên. Thôi. Đi ra đây, thả cho. Đi thả luôn đây. Cá rô. Mấy con cá rô nó chịu nổi rồi, cá nó bị sành quá. Hai con, lấy con
Cái khu vực ngay chỗ này nó không khí rất là mát mẻ và trong lành nha cả nhà, cây cối rất là nhiều. Video mình chia sẻ cho cả nhà xem chỗ nơi này, đến đây mình cũng tạm dừng. Xin hẹn lại cả nhà một video sau.